Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chủ quân Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Đối với vật nhiệm vụ, nếu mà chúng ta nhiệm thắng về vật quân sự thì mình chỉ còn một cái nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là kiểm soát 60 vùng nữa thôi là hoàn thành. Sống sót đến năm 450, có nghĩa là mình phải đợi đến năm này mình mới hoàn thành được cái chiến dịch này cơ à? Không sao. Nhưng mà không sao, mình cũng đã 442 rồi. Thì mình cần phải kiểm soát được thêm 9 vùng nữa. Tiêu diệt 20 phe phái thì mình tiêu diệt đến 21 rồi. Như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm soát 9 vùng nữa, 9 cái làng nữa. Là cả một vấn đề, có lẽ đánh hết vùng Tây Ban Nha này là xong. Hoặc là cũng có thể là mình không cần đánh ai, mình khôi phục hết cái vùng này lên cũng là xong này. Tất cả chỗ này nó cũng đủ 9 vùng luôn này. 1 này, 2 này, đây này, xong. Nhưng mà mình thích đi đánh nhau hơn hơn là khôi phục mấy cái vùng này. Và tập trước mình cho một cái quân đoàn này của mình ra đây đánh nhau để tí, để cho nó kiếm tí kinh nghiệm. Bây giờ thì có lẽ là sẽ phải thế nào dọn dụ dỗ anh Hung Nô anh tiến sang cái khu bên này đã. Làm sao đấy dọa rủ anh Hung Nô anh sang đây anh spam mấy thằng này đi, chứ cứ để anh cứ đứng ở bên này phí của quá. Và quan trọng nhất là phải dụ được Hung Nô chiến tranh với Sasanid này. Bao nhiêu cũng bắt. Không được. Thằng khỉ này. Welcome. We will talk and then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from overuse. Ôi. 1.000 nó vẫn chịu này, 1.800 vẫn chịu này, 2.000, ôi 2.000 vẫn chịu, 3.000 vừa phải kìa. Ai già, thôi được, cho nó đòi nó hơn 2.000 thôi. Sổ ui ngọt thế. Mình có thêm đồng minh này nữa, thằng này được. Sứ vô rồi. Cái thằng này xuất phát nó là một thằng đệ của thằng Hung Nô mà. Thanh niên này cũng chiến tranh với Hung Nô khổ thế nhỉ. Hung Nô này nó chiến tranh với cả thế giới rồi. Còn thiếu mỗi thằng Sasanid là nó chưa đánh nhau rồi. Đánh đi Hung Nô ơi. Thôi rồi, kệ nó. Mình sẽ tấn công sang bên này. Tất nhiên là mình sẽ phải đâu rồi, mấy quân đoàn phương Bắc của mình sẽ được cử xuống đã. Hiện tại thì mấy quân đoàn phương Bắc của mình nó vẫn đang bận đóng quân ở đây để trị an cái vùng này. Chưa yên ổn được. Trị an cái vùng này thì nó chưa yên ổn được. Tiếp đến bây giờ vùng này ổn rồi, vùng này 13. Rút xuống đây xem nào. 5. Ok đấy. Rút tiếp hai quân đoàn này xuống thì mọi chuyện êm xuôi ngay cái gì nhỉ? Dương hết rồi. Tất cả đều dương rồi, không sợ nữa rồi. Mọi thứ đều ổn rồi. Cái hạm đội này của nó định khôi phục quân à? Cho nó khôi phục luôn. Mình kiểm soát lốt cái vùng bán đảo Imperia này là hoàn thành chiến dịch thôi. Không còn phải đánh thêm gì nữa đâu. Thử xem cái quân đoàn này, cái cả này của nó chứ nào. Ái già, nhiều quân phết đấy. Muốn kệ nó. Ready for orders. Quân đoàn này của nó vẫn có khả năng nó tấn công lên đấy nhỉ. Đúng rồi. Cho quân đoàn này xuống đây. To your duty, my warriors. Warriors all. Liệu có trụ được không nhỉ?
Một đội Speed, đơn vị này không có lính Speed à? Tuyển mấy thằng Speed này đắt quá nhỉ? Đắt được. Sao nó cũng chưa đánh được ngay đâu. Đấy. Ôi, không đùa được. Thôi cứ để lượt sau. Hết tiền rồi, qua lượt đã. Thằng này một thế lực ở khu vực Trung Đông. Đánh ra cái vùng ven biển kia thì nó hơi vất nhỉ, bởi vì nó đánh ra đấy thì mình lại phải có quân đồn trú à. Hungno ơi là Hungno. Ôi chà, may quá Hungno nó xuống biển. Nó tốn tiền nuôi quân. Mấy thằng Macedonia này định làm gì? Sao đất của anh để làm loạn á? Đập cho mày te tua luôn. Điểm lành, rất tốt. Mấy thằng con ông cháu cha là phải bổ nhiệm nó cho nó có chức vụ. Chỉ vì bố nó làm to mà nó được là ngồi vào chức nọ chức kia đấy, chứ còn nó có cái tài năng gì đâu. Ready for orders. Rồi. For the tribe. Bọn này cứ đứng ngoài biển rồi chết dần à? Khôn thế. Ai dạy chúng mày mà khôn thế? Chiếm đã. Kệ cho nó đứng ngủ đây. Ái già, đông quân phết nhỉ. 13.000 kìa. Tốt rồi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Quánh thẳng vào đây sao nhỉ? Quân nó đông lắm. Ăn được mà chết thái tử thì nguy hiểm đấy. Không đùa được. Sao nó nhiều chó này? Nó định thả chó đây để cắn mình à? Mày nghĩ mày hổ báo á?
đánh nhau với mấy thằng nuôi chó này thì đánh kiểu gì giờ nhỉ? Đánh từ cổng này. Đánh cổng bên kia không không đã lắm. Đánh cổng này là chúng nó nuôi chó nó chạy lên đây. Quách phải sợ chúng nó luôn. Lomba Sosman. Lomba Sosman. Sao nào, phá cái đánh từ đây vào nó vẫn chạy được nhiều đường lắm. Ngoài cái đánh cái cổng này cũng được, hoặc cổng bên này. Ờ, cổng này thì nó chỉ có mỗi một duy nhất lối này ra. Đây nó có tháp canh, nhiều tháp canh lắm. Mấy núi này thì nó cũng chỉ có một cái tháp canh này thôi. Hay hơn nhở, bên này có vẻ hay hơn. Nhòm. Thôi được. Phá tháp canh chưa đấy. These cowardly people storm these walls with violent hearts, rip them from their homes, and sate your desires on all that lies within. Oh, 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 oh. Cháy 100% rồi, thì phải bắn đây. Bắn đây. Xử mấy thằng cầm xa nó trước. Xông vào à? Rồi. Chống được. Thoải mái đi. Cứ để cho nó áp sát đi anh em, không phải xoắn, không phải xoắn. Ôi pháo rồi, lão đây thôi. Lão đây, lão đây. Coi chừng chết con mình. À, Long Ba Swordsman lên đây luôn. Thế mẹ là nó lại cho được cái đội speed xuống tận đây. Cảm tướng mình rồi. Tướng quay không? Ăn đi. Đúng rồi, đã ở đây, cứ nhiệt tình rồi. Cứ nhiệt tình khởi lên. Ôi, mấy kiếm này chịu đòn kém thế. Tính tính nhá. Đẩy lên tí xíu.
không ăn được đâu, yên tâm. Kìa. Mấy cái thằng speed cool của nó dám bắt ổ ăn. Dã tướng nó này. Tướng láo gần mình. Rồi test studio lên. Melee warriors, as you say. Gotcha. Mounted warriors. Nổi ra tiếp. Sốc nó phát nữa là nó đi. Quân nó đông lắm, trận này tỷ lệ thắng mình thấp hơn mà. Không sợ mấy anh Long Ba này còn bọn này đuổi tin. Má mình bắt ẩu dám đánh mình. Cho đội ngựa lên lùa ngay mấy thằng cung tên tầm xa nó đã. Tưởng nó sống dai nhỉ? Tưởng nó sống dai thật. Ôi mấy anh mình Long Be này. Rồi, stop. Ăn được đấy. Nó bắt đầu mất tinh thần toàn đồng loạt rồi. Tiến lên anh em. Tiến lên, chúng nó đang mất tinh thần rồi. Tiến lên. Xì. Pháo mình bắn hết đạn cả. Chiến hết. À, điên cuồng chém giết à? Đúng rồi, điên cuồng chém giết đây. Đúng rồi, có điên cuồng chém giết này. Enemy units have returned to the battle. Tướng địch đã bị chết. Thế thì nó mất tinh thần à? Úi dồi. Bãi chiến trường. À, giải quyết bọn này nhanh, gọn, dứt khoát. Lông ba này cũng chém cho thì một trận đánh easy và kết thúc đơn giản. Quân nó đông thế nhỉ? Hai mươi mốt phần trăm hồi thế thì gần như full quân à? À, full luôn đội ngựa mới chất chứ. Rồi, đơn sau cộng vào đây xung kích. Đứa này cũng được. Chỉ số tạm tạm.
Khỉ thật, mấy cái thằng nó cứ đánh thân trận mà thắng nhiều nhiều là y rằng có dính cái chai này, kiêu ngạo. Con đại hiệp bị tan rã. Thằng này bị thằng này nó chiếm hết đất rồi, thành du mục kìa. Ây da, căng nhỉ. Phanh. Phanh sắp hết đất rồi. Phanh nhé. Mấy cái thằng này đứng ngoài khơi này. Bây giờ tấn công vào thành nào rồi nhỉ? Cứ có quân thì đánh. Thái tử mà chết thì nguy hiểm đấy nhỉ? Nhưng mà... Pen thôi. Sợ gì? Quánh nó tê liệt luôn. Thằng này thì lại khá nhiều lính... tỷ lệ thắng của mình nó nặng thấp nhỉ. Ăn được hết. Không phải xoắn. Ai chà, thời tiết nó lại hơi có vẻ tối tăm nhỉ. Đánh từ vào cổng này vào đây. Đánh từ đây vào là nó chỉ có mỗi một lối để duy nhất lên à. Dễ đánh. Khá nhiều kỵ binh nhưng mình sẽ chơi áp sát. Lính La Mã thì hơi cùi một tí xíu nhưng mà ăn được hết, không gì đâu. Cho một thằng La Mã lên trước. Nhanh quá, bị ăn tên bắn rồi. Không nhanh không được chứ. Ôi, hình rời rạc quá. Nó bắn đi đâu nhỉ? Không trúng cái tháp canh thế nào luôn. Mấy con ngựa của nó, sao phải xoắn? Canh cháy chưa nhỉ? 71%. Ai cả là một sửa. À, Pesclo này chơi nặng quá. Quay là có bắn chán thế. Mùa mấy con ngựa nó te tua luôn, sợ. Xoắn. Ừ.
Đứng lên. The enemy tower has been destroyed. Áp sát cho nó vào. Xuyên thủng luôn tướng nó này. Xuyên thủng luôn. Bắn vào đây. Mấy con bẹc dê đi đi. Ok, bắn vào đây. Kinh nhỉ. Nó bắn tên hơi ác đấy. Quẩy nó chơi. Chúng địch đã chết rồi. Tốt rồi. Tướng chết thì bọn này hết tinh thần luôn. Ôi thằng này thua nặng thế, thôi rút 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 rút. Thôi rồi, rút rút ra. Một chiến thắng đã. Mấy anh lông bà này khi mà nổi điên lên chém chết đời nhưng mà nguy hiểm. Được cái bọn lông bà này nó được cái nó hồi quân rất nhanh. Không phải lo đấy, 20% quân. Một con số rất là ấn tượng. Ôi chiếm thêm thành, mình trả được thêm tiền, còn tốn thêm tiền cho thứ dầu ô liu à. Dầu ô liu. Dầu ô liu hết tiền rồi, mình cũng không thể chiếm thêm được nữa. À ra đây, vùng này mua được quân luôn này. Mua mấy long bè. Thôi khỏi. Mấy thằng này không đủ xí tin để mà đánh nhau mình tiếp. Nói nhanh cho nó vuông. Cứ cho cái hạt đội này vào đây cho chắc. Chắc không cần, nó sẽ đánh vào đây đấy. Tốt nhất là lên là như vậy. Và nhiệm vụ của chúng ta đang ít dần rồi. 52 khu định cư. My skills are yours. Khả năng mình đi đồng minh với mấy thằng nào đấy thôi. Mấy thằng này du mục hết rồi. Bây giờ mà đồng minh được với thằng châu Phi này thì mới tốt nhỉ. Lại chiến tranh với nó. The door is open to... Đồng minh nó phát là chắc là hoàn thành nhiệm vụ luôn.
Nó làm gì mà nó lắp vắp nắm quân đoàn đây thế này? À đâu, mấy thằng pháp sư thầy tu của nó. Ui. Định ám sát nhà vua mình à? À, vua mình dưới này. Bọn này đang chết đói ngoài biển. Quên mất, không cho cái quân đoàn kia lên, nó phòng thủ ở cái làng kia rồi. Nó mà tấn công vào lại mất quân, lại mất lượt đi lui về rồi. Cũng không dám đánh. Chứng tỏ hơi nhát gan. Lại trèo lên bờ. Ô, chơi chết tướng của mình thật à? Sứ vô nó bị tiêu diệt. Ôi, rất nhiều phe phái bị tiêu diệt. Lòng trung thành đang dao động. Chính sách thôi gì, cho mày dao động thoải mái luôn. À, thằng này con ông cháu cha đứng ở đây à? Chỉ số thì theo kiểu trung thành, thẩm quyền trừ, đánh nhau giỏi, khát vọng. Hai skill ngon đấy, nhưng mà bây giờ là phát triển thì chúng ta sẽ cho bọn con ông cháu cha là cầm quyền này. Con ông cháu cha. Lực lượng của mình bây giờ toàn bọn con ông cháu cha rồi. Mấy cái vùng này thì bây giờ lại phải sửa chữa. Không đủ tiền để sửa chữa mới đâu em. Không đủ tiền để sửa chữa. Chưa hồi được. Quân đoàn này rút lên đây. All.
Cung đoàn này thì có vẻ ok nhỉ. À, kháng băng 100% rồi. That is impossible. Destroy them. Cho nó đi từ trong nó chui ra. Oh. Kiểu này không hay lắm. Công thẳng vào thành nó tốt hơn. Cho nó chui ra. Anh nhớ anh em hỏi mình sao anh lại để cái quyền lực của phe của gia tộc thấp thế? Khi chúng ta đang đi xâm chiếm đất đai như này, nếu mà để quyền lực của chúng ta cao thì cái trị an sẽ giảm xuống. Trị an giảm xuống các bạn sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục, để trấn an lãnh thổ hơn. Nhưng tuy nhiên bạn sẽ bị giảm trung thành và các mất tiền nhiều. Nhưng với mình giờ này thì tiền không phải là quan trọng lắm bởi vì mình đã khá nhiều rồi. Đấy. Nên là xin mời, cứ việc. Trận này cái đánh phòng thủ này thì chúng nó ăn vào mắt à. Đứng ở đây là tuyệt nhất. Phá cái tháp canh của nó trước phát đã. Hạm đội nó kiểu gì cũng đổ bộ vào mà. Mình chiếm được hết tòa thêm mấy thành này nữa là đẹp trai. Cháy 21%, cháy đi, cháy lan. Được rồi. Không cần phải bắn nữa, mình cũng biết là sẽ cháy hết. Bắn 3 cái thằng Bắc Âu đấy á. Do anh á. Rồi, tháp tăng của nó đã bị phá hủy, anh đã biết mà. Để đấy, cho chúng nó đổ bộ xuống đi. À đây em ơi, chúng nó tập trung đây này. Bắn phát là thấm đạn luôn. Defensive test to roll. Cái đội kỵ binh này nâng cấp từ đời thấp nhất lên đời cao nhất kinh. What the hell?
mình chạy rồi giãn cách. Chạy ra đây. Tấn công kỵ binh của mình. Bắn sổ. Nó bị pháo lá này, nó không tấn công được kỵ binh của mình. Bắn sổ. Mày đuổi giữa anh à. Ui sổ. What the hell? Thì nó lém tên à? Bắt mấy con ngựa mình. Đuổi ra, quyết đuổi mình thì ăn no tên. Rồi ok, chạy về đây em ơi. Bộ binh nó lên kìa. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á. Đứng ở đây thì thằng nào tấn công được? Đội hình liên hợp thế này thì hơi khó ăn đấy em ạ. Ném lao mà lém ở dưới lên thì không ăn thua đâu. Hải quân đánh bộ của nó đang vào. Cho vào luôn. Chưa cần phải có mấy anh Long Ba thôi. Nhưng mà nó cho đông đông quân ra thì nó cho Long Ba ra. Mấy thằng này mỗi đốt cầm điện, không sợ. The enemy has laid an ambush. The enemy general is fallen. Tướng nó chết rồi. Nhưng mà nó vẫn còn một tướng hải quân nữa. Tướng hải quân vẫn còn mấy tướng liền. Nó lém phi lưu cũng chả chết được mấy mà. Mình nghĩ mình chả cần cho nó lùa lúc đấy. Thôi đã cho lùa rồi thôi. Ai già. Đổ bộ cũng nhiều quân phết đấy chứ đùa đâu. Đàn lên đây đánh nhau. Ừ.
anh chém được thì đẩy đội hình đã, sau đấy khiến người đẩy đội hình cái bọn hàng quân của nó sắp đổ bộ ở đây nữa, giải quyết nhanh với thằng này đã, sau để còn dàn lại đội hình. Quay là có mấy thằng trốn mang chết này. Ready for battle. Let's go. Lombard swordsman. Đã hết rồi. Enemy units have rallied and returned to the battle. Lấy lại tinh thần. Mình đã sẵn sàng. Mình lòng bà sẵn sàng chém. Không gì. Rồi, muốn gì cái đồ ra đây xem nào. Hải quân đánh bộ chúng mày rồi. Vác quân ra đây xem nào. Nó đứng thấp thó ở cái xó rừng đấy. Chạy hết rồi. Tinh thần luôn. Cửa cho nó. Chả được lượng đổ bộ nó đông nhỉ. Đội cung thủ nó lên có vẻ hơi nhanh nhỉ. Yeah.
đang định cho đội ngựa lên lùa nhưng mà cái xem trình là không lên nào. Rồi vì dăm ba cái thằng bộ binh này thì sợ vậy. Chạy cái đội hình giãn cách thì anh đập cho mình chết đi. Bắc Âu đánh thuê. Pháo binh Bắc Âu. Ô kìa mấy thằng dìu kìa. Từ từ đội kỵ binh rút ra. Giết biển Bắc Âu à? Cho hẳn hai đội lên cho chắc cờ. Ai giả ơi. Lén phi đôn hơi thấm đỏ này. Tấn công tướng của nó. Bằng bộ binh của nó này. Chủ đề. Xong cho một phát nữa để xem nó còn láo được không. Nào dìu thì đánh nhau với kiếm này. Mày đi mày ăn được không? Dìu cũng chết. Ôi, thanh niên này. Chạy hết rồi. Điên cuồng chém giết rồi, không kiểm soát được rồi. Nó còn quân đâu mà điên cuồng. Ra đây. Láo cái thể giá. Lúc hạng nặng của Bắc Âu. Hạng nặng chết. Lúc hạng nặng. Cái này là nó không cần đội hình. Nếu đi sau này là kém rồi. Điên cuồng chiến trước đúng rồi. Return to the battle!
7 đội hình lên. Úi xưởng đứng gậy nó đẩy đội hình kiếm mổ ra chặn phá thủ nặng không chết. Thế thôi à? Các thanh niên chỉ thế thôi. Có mấy thanh niên vẫn còn đánh nhau được à? Chưa hết à? Quân này của mình kiệt sức rồi, chạy không nhanh được. Kiệt sức ta cũng xông vào ngoài cùng. Sao thế? Cũng chưa xong à? Ôi thế nó còn quân ở đâu nữa nhỉ? À, mấy cái thuyền này nó trên lầy nó không chịu đổ bộ này. Mình hết hết đạn pháo rồi. Vẫn nhỉ? Không đổ bộ, nó bị kẹt à? Biết thế để lại mấy khẩu pháo bắn cho nó thấm rồi.
Ôi may quá. Chìm mà con. Bị phi luôn ném chìm, không thì mình đến thua nữa. Chim xuống. Mày chim xuống. Bắt làm chim hầu á. Khỏi. Ready for orders. For the tribe. Hồi gần đây hết quân rồi, không sợ. Thành lập được một hạm đội nữa ở đây. Ra vùng này vùng biển chết. Kệ cho nó đứng ở ngoài, sao cho nó chết rét. Đồ đốc. Chả có nhiều quân, không đánh được ai. Thành phố lớn, phải nâng cấp cái thành phố lớn này lên à. Rồi cái vùng này nhiều lương thực, lưng lên được. Cũng không nhiều đâu, lưng cái này lên nữa thì cũng không còn nhiều đâu. Mất 50 lương thực. Khá tốn kém chứ nhỉ. Nova Catago. Được rồi đấy, các hạm đội của mình bắt đầu chuẩn bị có thể tiến xuống thêm rồi đấy. Nếu mình không nhầm thì phương Bắc mình vẫn còn một cái hạm đội nữa thì phải chứ nhỉ. Hết rồi. Không sao, hai quân đoàn này tiến xuống là xong. Là chúng ta có đủ quân phòng thủ. Rồi. Thông đốc ở đâu hy sinh rồi. À, Queen ta. Xem có thằng con ông cháu cha nào bổ nhiệm không? Thằng này chỉ số vớ vẩn quá nhỉ. Thôi vậy đành cho nó bổ nhiệm cho nó vậy. Chỉ vì nó là con của bố nó. Lại ám sát tướng mình à? Thật mấy cái thằng này. À. The sword was drawn, but now không được, mày chiến tranh hung nô thì mày không thể hòa bình với anh được.
Mất điểm hung nô đấy. Để con dám ăn thành của anh hay không là vấn đề. Ủa, quá cơ mấy anh hung nô ạ. Cướp hiếp giết thì cướp hiếp giết nốt, thằng nào thì hiếp giết nốt đây. Gạ gẫm nó mãi nó mới sang khu vực Hy Lạp dần mà nó mãi vẫn chưa sang hết hẳn. Mệt ghê. Lại một tướng nữa hy sinh rồi. Mấy thằng con ông cháu cha. Chứ có quyền hết rồi đấy. Thái tử. Thái tử cũng được. Nhà vua sống lâu ghê nhỉ. Đây, sống đến từ đây là đâu, đây là vua thứ hai rồi, không phải vua đầu tiên. Vua đầu tiên thì già chết rồi. Bảo vệ cái thành này trước đã. Rồi sang đánh những vùng này sau. Đây này. Nó có quân đoàn đây. Nói chung thì là nó xong rồi. Còn khu vực bên này đâu nhỉ? Mày khôi phục cái thành này đây này. Bắt làm chi hầu luôn. Bắt làm chi hầu cũng được. Dù sao thì mình cũng đang chiến tranh với các một loạt kẻ thù đó mà. For the tribe. Hết, khỏi đánh nhau mình. Ám sát chết mất mấy anh tướng mình đấy. Thằng này cũng chiến tranh với hung nô à? Thế mà thằng hung nô nó chưa dẹp đi nhỉ? Hung nô và sắt sông. Chết mẹ, lại suy yếu rồi. Let us break bread and drink.
before words pass our lips. Mắn đẻ người họ độc. We have need of talk, oh, I'm sure. Lấy hết. And also wine. 17 tuổi lấy 21 tuổi. 100 đồng thôi. Spare some of your vast wealth for us? Đùa gì chứ, lấy bà thím già đấy chúng nó không chịu đâu. Hơn 1-2 tuổi còn được. Cho hẳn 500 cho nó rực rỡ. Đấy, tăng vãi trưởng luôn. Xem nào, có dàn xếp hôn nhân để tiếp cho thằng nào đó. My friend, be welcome. Mình lắm con nhiều cháu thế cả. 16 tuổi à? Thôi được, cho nó lái máy bay ném bom hạng nặng để chúng ta có một cái hiệp ước với Hung Nô. Và chúng ta sẽ đề nghị thanh toán thật nhiều tiền. Với à, không chịu. Ây da, gia tộc của chúng ta bây giờ. Thôi kệ nó thôi. For the tribe. Hòa bình mấy thằng này xem sao nhỉ? Chiến tranh Hung Nô này. Bích. You have the ear of my people. Pích này thì coi như dẹo là nó. Có mỗi một cái thuyền thì nó ăn thằng này thì thế. Chả đánh được ai, chết dần chết mòn. Cái nhìn này. Ý muốn làm sao? À đây rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Chúng ta còn 6 thành nữa, việc đó không khó.